vòng xanh thì vẫn hy vọng rằng chúng ta, Việt Nam của chúng ta và cụ thể hơn là Đà Nẵng thì có thể kiểm soát được cái lần bùng dịch lần này để có thể nhanh chóng dập tắt. Dịch nó đã xảy ra rồi thì không ai có thể tránh khỏi hết. Và mình chỉ có ở nhà và mình cố gắng luyện tập để mà đợi sau khi hết dịch thì chúng ta lại tiếp tục. Mình rất là mong là tất cả chúng ta cùng chung tay để làm sao mà chúng ta kiểm soát được dịch bệnh và sớm để cuộc sống nó quay trở lại bình thường. Cảm thấy rất là buồn, bởi vì tất cả những thứ chúng ta đang bắt đầu trở lại bình thường thì chúng ta lại tiếp tục nghe tin là Covid-19 là trở lại. Buồn, và cái tâm trạng của mình rầu nhiều lắm, bởi vì thứ nhất là lo về sức khỏe của cộng đồng, thứ hai nữa là lo nền kinh tế, phim ảnh, thị trường phim ảnh, tại mình làm trong cái giới nghệ thuật mà mình phải lo về cái đó. Và Trang thấy là giống như là vừa mới nóng lên được chút xíu về cái thị trường phim đang nóng lên được chút xíu thì bây giờ lại có cái tin này nữa, tự nhiên mình cũng cảm thấy là rất là hoang mang, cũng sợ dữ lắm, tại vì lâu lắm rồi nghỉ Tết, lâu lắm rồi mới được đi làm lại và chỉ mới có bắt đầu khoảng chưa được một tháng thôi. Thì thật sự ra những người đồng nghiệp, những anh chị làm nghề đều rất là lo, nhưng mà anh thì không có một cái sự hoảng sợ nhiều giống như là những cái thông tin của đợt 1. Bởi vì mình rất là tin tưởng vào cái sự điều động cũng như là cái khả năng phòng chống của chính phủ cũng như là mỗi người dân Việt Nam. Nói gì nói thì dịch nó cũng đã xảy ra rồi, cho nên là chúng ta phải cùng chung tay để mà bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho xã hội. Khi dịch bùng phát lần trước thì phải nói là không chỉ là bản thân Sam, mà Sam nghĩ là tất cả mọi người và tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Cụ thể hơn là bản thân Sam, là ngay cả cái việc làm nghệ thuật của mình thì show thì không quay được, tất cả mọi show thì được cancel hết, được hủy hết, và mình mất đi một cái lượng thu nhập rất là nhiều từ công việc của mình. Gần một năm qua thì quốc cơ nghiệp cũng rất là ít đi nước ngoài, bởi vì cái dịch bùng phát rất là lớn tại châu Âu cũng như là châu Mỹ. Đến thời điểm hiện tại thì cũng rất là nhiều người là mời quốc cơ nghiệp để qua đó tham dự những cái chương trình mà hai anh em đều phải từ chối, bởi vì mình muốn bảo vệ bản thân mình khỏi những cái dịch bệnh Covid-19 này. Mình cũng cảm thấy là khá đáng tiếc, bởi vì đây là những cái cơ hội để tiếp tục quảng bá cái ngành nghệ thuật xiếc, nhưng mà mình lại không có đủ cái can đảm để vượt qua cái dịch đó, bởi vì hiện tại là dịch đang rất là lớn và đang rất là mạnh. Nếu như mà dịch bùng ra mà kêu có lệnh của nhà nước và giãn cách xã hội thì chắc chắn mình sẽ không còn quay phim được nữa, không còn sản xuất những cái sản phẩm của mình được nữa, và cái đó là cái thứ nhất. Và show thì đã lâu rồi, Trang cũng ít khi nào mà nhận show lắm, Trang không có còn đi show giống như hồi xưa, cái khoảng thời gian trước mình còn trẻ nữa. Và bây giờ chỉ là nhận những cái phim mình thích hoặc những cái show mà mình thích thôi, cho nên là không ảnh hưởng về cái mặt show, chỉ ảnh hưởng về cái mặt sản xuất của mình thôi. Mình không mong muốn một chút nào, nhưng mà nếu mà trường hợp xấu nhất mà thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục cái lệnh giãn cách xã hội á, thì có lẽ là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, và đặc biệt là trong cái lần thời gian mình rảnh rỗi đó thì Sam nghĩ là mình sẽ lên những cái kế hoạch và những cái chiến lược cho công ty sắp tới. Giống như cái đợt vừa rồi mọi người thấy không, mình cũng lúc đó mình cũng bị hoang mang, tại lần đầu tiên mình mới trải qua cái sự kiện đó mà, cho nên mình cũng đi mua mì gói, đi mua gạo dự trữ đồ ở nhà tùm lum la hết, nhưng mà cuối cùng siêu thị vẫn bán, những cái nơi mà cung cấp thực phẩm vẫn bán, cho nên là mình không có cần phải làm những cái điều đó. Thế nếu mà có nữa thì chắc cũng là tập thể dục để cho giảm cân tiếp, và mình trao dồi kiến thức thêm, đọc sách thêm, học Anh văn thêm. Trong cái khoảng thời gian trước thì nó cũng cho mình rất là nhiều những cái ý tưởng rất là thú vị. Nó là khoảng thời gian lặng lại để mình có thể nhìn là rõ bản thân mình hơn, rồi mình quan sát và mình sáng tạo ra những cái công việc khác mà nhiều khi trước đây mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại, mình không có thời gian. Ví dụ như anh ấy là có những cái hình thức giải trí, và mình sẽ tận dụng tối đa những cái phát triển của công nghệ.
rồi làm việc để làm sao mình không có chịu thua và rèn luyện sức khỏe. Một cái khoảng lặng mình quan tâm đến người thân trong gia đình mình thì cũng là một cái cách. Và trên hết nữa là mình cũng chia sẻ những cái thông tin hữu ích và mình đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình vào trong cái công việc từ thiện. Thực sự ra thì mình nói là mình cũng đã từng trải qua một đợt dịch rồi, thì mình cũng hiểu nhiều hơn về cái đợt dịch như thế này. Có nghĩa là mình phải làm sao thực sự thật bình tĩnh, không cần vội những vấn đề mà sau này mình sẽ thiếu thốn. Bởi vì ở nhà nước chúng ta đã có chuẩn bị những cái bước để bảo vệ con người chúng ta. Cho nên là nếu như mà được thì mọi người nên bình tĩnh và chờ đợi để cái dịch này qua đi. Phải luôn luôn đeo khẩu trang nơi đông người.